5 dấu hiệu bạn đang gặp các vấn đề về khớp mà không hề hay biết. Có bao anh chị có biết rằng là một số những cái dấu hiệu nhỏ có thể là báo hiệu của một trong những cái vấn đề nghiêm trọng về xương khớp? Đừng chủ quan nhé. Hãy xem video ngay để biết cách phòng ngừa và chăm sóc xương khớp một cách tự nhiên và khoa học. Dấu hiệu đầu tiên là chúng ta có thể là bị đau nhức âm ỉ hoặc đau sau khi vận động. Nếu như bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức ở khớp khi thực hiện các hoạt động hàng ngày như là đi bộ, leo cầu thang hoặc thậm chí là sau khi nghỉ ngơi thì đó có thể là dấu hiệu của vấn đề về xương khớp, đặc biệt là khi cơn đau xuất hiện lặp đi lặp lại và tăng lên theo thời gian. Thứ hai là triệu chứng cứng khớp vào buổi sáng. Cảm giác cứng khớp sau khi ngủ dậy khiến bạn khó khăn trong việc di chuyển và thực hiện các động tác đơn giản, có thể là biểu hiện của các bệnh lý xương khớp như là thoái hóa khớp hay viêm khớp dạng thấp. Mặc dù triệu chứng này có thể giảm đi sau khi vận động, nhưng mà nếu mà cái triệu chứng này xảy ra thường xuyên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý nhé. Thứ ba là khớp phát ra tiếng lạo xạo hoặc kêu răng rắc. Khi mà bạn di chuyển thì cảm thấy âm thanh lạo xạo, răng rắc, đặc biệt là từ khớp gối, thì nó có thể là dấu hiệu của thoái hóa khớp. Tiếng kêu này xuất hiện khi cái sụn khớp nó bị bào mòn, nó không còn đủ để bảo vệ các đầu xương nữa. Thứ tư là giảm khả năng di chuyển hoặc mất linh hoạt. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi gập, xoay, duỗi, mở rộng các khớp thì điều này cho thấy là các khớp của bạn đang gặp vấn đề, khả năng vận động đang bị giảm và nó có thể là liên quan đến cái sự thoái hóa sụn hoặc là liên quan đến các tổn thương dây chằng, gân quanh khớp bị tổn thương. Dấu hiệu thứ năm là sưng nóng đỏ vùng khớp. Nếu mà bạn trải qua được cái tình trạng sưng viêm đau chắc chắn là rất là khó chịu, đúng không nào? Thì đây là những cái tình trạng và biểu hiện của một cái phản ứng viêm. Nó có thể xuất hiện sau một cái chấn thương, sau một cái tình trạng thoái hóa kéo dài, hoặc là do một cái phản ứng viêm mà nó xuất hiện ở trong cơ thể của chúng ta. Nó sẽ đi kèm đau và khó khăn trong cái việc cử động. Trên đây là 5 cái dấu hiệu mà cô bác anh chị rất là hay gặp, nhưng mà cô bác anh chị lại lỡ mà bỏ qua. Nếu như cô bác anh chị có bao nhiêu dấu hiệu ở trên thì hãy comment ở bên dưới để cho bác sĩ Dung biết nhé. Và nếu như mà cái dấu hiệu đó nó kéo dài và nó gây khó chịu cho cô bác anh chị thì nên đến đi thăm khám và điều trị kịp thời. Và chúng ta lưu ý rằng là chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân cốt lõi gây ra bệnh. Nguyên nhân cốt lõi nó nằm ở rất là nhiều những cái yếu tố, đặc biệt là bệnh khớp thì nó liên quan đến yếu tố tuổi tác này, yếu tố di truyền này, là những nguyên nhân mà chúng ta không thể thay đổi được. Ngoài ra thì có những nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn thay đổi được, như là cân nặng này, những cái người mà bị thừa cân này chúng ta có thể giảm cân này, rồi là những cái nhóm nguyên nhân liên quan đến sai tư thế, đúng không ạ, trong cái tư thế sinh hoạt lao động hàng ngày. Thì bác sĩ Dung đã có một cái chuỗi video phân tích rất là kỹ. Và cô bác anh chị đừng quên là đăng ký theo dõi kênh của bác sĩ Dung để chúng ta có thể đón xem những video hữu ích khác về xương khớp nhé. Và nếu như mà có những cái dấu hiệu nào cần bác sĩ Dung chia sẻ và tư vấn thì cô bác anh chị có thể là nhắn tin để được bác sĩ Dung tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.